ra đâu? Đi ra chỗ nghỉ đó. Đi ra chỗ nghỉ hả? Quay trở lại với channel của bà Tân Vlog. Hôm nay bà sẽ thông quan con sao siêu to siêu khổng lồ này cho các cháu. Bà sẽ đi một phút rồi mà. Cái tàu này đi êm hơn tàu Nha Trang nhiều. Bé thích không bé? Ủa mà sao kêu sao trong email nói là đi 10 phút mà mới leo lên. Tính thời gian ở chờ đợi bên kia để nó làm thủ tục sao? À chắc đó vậy. Chứ qua con sông mình sẽ 10 phút. Cái này là của nước ngoài anh. Cái hệ thống này nè. Hệ thống cây dây à. Bây giờ Việt Nam đầu tư nhưng mà nước ngoài cho nó có chỗ này. Ui giời ơi. Thank you.
Tên ơi,